Thà cô thì có vô vàn những đứa con, nhưng có một đứa con vô cùng tâm huyết, đó là dòng xe tải nhẹ Kia. Và trong phân khúc xe tải nhẹ Kia lại có một đứa cháu, nó gọi là Kia K2700, K125 và K190. Dòng xe chạy thụt nhún, êm ái, nhẹ nhàng, phù hợp với những công việc như là chở phông đạp đám cưới, chở cơ khí, hoa quả, khởi nghiệp đầu tiên. Thì ngày hôm nay sẽ là những báo giá nhanh số những mẫu xe Kia K2700, K125 và K190. Thì không nói nhiều nữa, đầu tiên thì có mẫu xe nào ở gần đây nhất thì báo giá luôn con đấy cho quý vị và các bạn nhanh, gọn và lẹ. Đây là mẫu xe Kia K190 đời 2017, đời cuối cùng của dòng xe máy cơ, biển số 21, chính tên chính chủ. Xe này thì mình mua với hình thức đó là đổ xe, bác ấy lên xe tải Kia K, bác ấy lên xe tải là Olin 350, cũng là một đứa con của dòng xe của hãng Thaco Trường Hải, thì về để chở hoa quả ở chợ đầu mối, và bác ấy để lại chiếc xe này cho mình với tất cả thiết kế thùng khung mui phủ bạt, mở ba bừng, sàn inox và đã có điều hòa. Đầu tiên bác chưa lắp điều hòa thì mình đã lắp điều hòa rồi. Đấy, điều hòa mới tinh với mức giá là 285 triệu đồng, ngay được trợ giá là 275 triệu đồng trong video này mà thôi. Giá rất hợp lý, mời tất cả quý vị và các bạn đến trực tiếp theo dõi, xem xe, test xe tại số nhà 77 phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Xe sở hữu màu trắng, sơn zin còn trên 80%. Nội thất đã được bọc da cơ bản. Đấy, và xe cam kết là không đâm va. Xe cam kết là không đâm va, keo chỉ zin. Không mối mọt gì cả. Kia K190 tải đủ 1,9 tấn, dòng xe cao cấp nhất trong phân khúc xe tải chạy thụt nhún máy cơ. Và đây cũng chính là đàn anh của dòng xe Kia K200 bây giờ. Đấy, tất cả cột kèo nguyên bản. Tất cả cột kèo nguyên bản. Thùng khung mui phủ bạt. Sàn inox gấp mép. Sàn sóng căng đét. Để sở hữu chiếc xe này, anh em chỉ cần bỏ ra 275 triệu. Nếu như tháng trước là 285 thì tháng này chỉ bỏ ra 275 triệu là có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Với mẫu xe này cam kết là máy nguyên zin, cầu số nguyên zin. Về anh em sẵn dùng, chỉ cần thay dầu, máy, xúc két nước cũng như là bảo dưỡng bốn bánh là có thể yên tâm chạy trong một thời gian dài. Quá dài rồi, anh em hoàn toàn là yên tâm, xác định nhu cầu công việc ổn định là ok. Cũng nằm trong phân khúc xe chạy thụt nhún, đó là dòng xe Kia K125 tải đủ 1,25 tấn, đời 2015, như chiếc xe mà quý vị đang thấy ở trên màn hình đây. Đây là một chiếc xe đăng kiểm còn khá dài, đến tháng 2 năm 2023 cơ. Cũng cam kết là không đâm va, cột kèo keo chỉ nguyên zin, sơn zin từ 3 đờ sốc. Và với chiếc xe này anh em chỉ cần bỏ ra là 255 triệu lay, để cho anh em là 250 triệu đồng mà thôi. Xe nguyên bản không đâm va, điều hòa lót sàn đầy đủ cho anh em. Đây, nội thất thì còn khá tươi và mới được bọc bộ ghế da 800.000. Bộ giá ở ghế da cơ bản thôi, nhưng nói tóm lại là vẫn sạch sẽ. Anh em ngồi trời nóng hay là trời lạnh thì nó cũng không hề hôi, mà trong không gian lúc nào cũng có một cái mùi, nó gọi là mùi thiên nhiên, tự nhiên, thơm phức. Đây, cột kèo keo chỉ là nguyên zin anh em nhé. Tải đủ 1,25 tấn. Thằng này thì nó ít tải hơn dòng xe K190, nhưng nếu xét về tài chính thì nó lại cũng ít tiền hơn K190. Con K190 217 thì là 275, con này để cho anh em là 250, nó quá hợp lý luôn. Đấy, tuy tháng cô hồn đã hết nhưng giá vẫn vô cùng hợp lý để cho anh em kinh doanh khởi nghiệp. Thùng nguyên bản, thành thùng bao vách, nguyên đinh bấm anh em nhé. Điều hòa là sàn đầy đủ. Kia K125 tải đủ 1,25 tấn, để chở hoa quả quá là hợp lý luôn. Con này thì có thể mở được, có thể mở được là cánh rơi, tại vì nguyên bản trước là người ta cũng để mà chở hoa quả, cho nên là người ta cũng đã thiết kế sẵn rồi. Về anh em cũng phải đầu tư nhỉ. Ok chưa? Những chiếc xe nguyên bản như này thì thực sự sau này anh em có lên xe to thì nó cũng bán đi, thanh lý đi nó cũng rất là dễ. Còn đâu những chiếc xe thùng mà thùng suốt, thùng không nguyên bản, thùng mang kết cấu như là thùng kín ấy thì bán đi nó sẽ khó hơn, là mất giá nhiều hơn.
nhiều anh em mà đi qua nhà mình là lướt qua đời nhau luôn, tại vì cái ngõ khá là bé, nhưng bước vào trong đây thì nó lại là một thế giới khác. À, K190 rồi, K125 rồi, thì bây giờ đến Kia K2007 đây. Đời 2013, hôm trước mình báo giá 215 triệu. Nhưng hôm nay lại êm hơn này. Êm hơn là chỉ bỏ ra khoảng tầm dưới 200 triệu, cụ thể là 190 mấy triệu. 90 mấy thì tùy độ thiện chí của anh em. Sở hữu ngay một chiếc Kia K2007 đời 2013. Không đâm va, điều hòa. Điều hòa, sàn đã có sàn. Đã có sàn là sàn phẳng. Chắc chắn, sẵn dùng. Đấy, đời 2013 đây. Màu trắng lọc sinh dành cho anh em thích phong thủy. Đó. Sàn tôn vô cùng dày dặn, mở được năm bừng. À, mở được cánh rơi để chở cơ khí hoặc là bán hàng lưu động, vô cùng ok. Đây. Đây nó sát đây. Đó. Thì đấy là đời 2013. Thùng bụi bạc hết, nhà mình chỉ chuyên thùng bụi bạc thôi. Thùng kín rồi khó bán lắm. Ở ngoài đây thì có một chiếc xe Kia K125 nữa. Giá vô cùng êm, đời 2014. Giá thì chỉ có 235 triệu thôi. Đời 2014 nay để cho anh em 235 triệu thôi. Giá cực êm. Điều hòa nó sàn đầy đủ hết luôn. Đây con này để cho anh em 235 triệu thôi, đời 2014. Tải đủ 1 tấn 25 nhé. Tải đủ 1 tấn 25 luôn, cũng mở được cánh rơi luôn. Đấy. Cũng mở được cánh rơi. Biển 90. Dàn lốp thì tương đối mới. 235 triệu thôi. Thì đây là video sớm cho nên là anh em theo dõi được thì tốt. Còn những anh em nào mà theo dõi sau cái video này lâu lâu rồi chắc chắn thì sẽ bỏ lỡ cơ hội giá tốt như này thôi. Tránh trường hợp là anh em sau này mua một con rồi xong quay trở lại video lại thấy video báo giá rẻ hơn. Tại vì là những ai theo dõi được video này trong thời điểm này chắc chắn sẽ phải được ưu đãi hơn người mà không theo dõi video chứ, đúng không ạ? Một lần nữa trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành, ủng hộ, đã xe tải trong suốt thời gian vừa qua. Thì chân thành cảm ơn. Mình có làm một cái kênh mới, đó là kênh YouTube Chuẩn Xe. Ghi trên YouTube là Chuẩn Xe. Chỉ chia sẻ những cái góc khuất của nghề xe. Nó tóm lại trên kênh đấy là chỉ chê xe thôi, chỉ nói sự thật mất lòng thôi. Anh em thích thì có thể vào đăng ký ủng hộ mình nhá. Xin trân trọng cảm ơn.